trước mặt anh chị là một cái hầm đá. Thì trong tương lai thì nó sẽ là một cái hồ của chị ha. Một cái hồ, tại vì cái hầm đá này là sắp được khai thác xong rồi. À, nó giống cái hồ đá giống như là bên hồ đá Hồ Đức ở là đại học đó anh chị. À, hôm nay là mình sẽ đi quay một cái miếng đất vườn rất là rộng anh chị nha. Và đặc biệt là ngay thành phố Biên Hòa luôn. À, VIP ở cái là thành phố Biên Hòa, và cái giá thì chỉ có vài triệu mét vuông thôi. Thực sự là rất là hợp lý luôn anh chị. À, đây. Đất mình đối diện với lại cái hầm đá này. Đây anh chị ha, một cái đất vuông vức luôn, vuông y như một cái sân vận động. Đó. Thì với clip này là mình sẽ quay trực tiếp cho chủ. Anh chị nào đang có nhu cầu muốn kiếm một miếng đất vườn rộng ở Biên Hòa, cách thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó chỉ có mười mấy cây thôi. Thì xem clip này ha. Còn không thì mình phải mua để mà đầu tư phân lô cũng được. Tại vì cái giá hiện tại còn đang rất là hợp lý, và cái tiềm năng của nó thì cũng rất là ok. Rồi bây giờ là anh chị mình theo dõi clip mình ha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản trước cho anh chị hình dung ha. Ở đây là địa chỉ là thuộc phường Phước Tân. Ngày xưa nó là thuộc xã Phước Tân của Long Thành, nhưng bây giờ nó sắp nhập vô Biên Hòa và đã lên phường rồi. Vì tại hiện tại là cái mật độ dân cư ở Phước Tân nó đang rất là đông, cho nên nó đã lên phường rồi chị nha. Phường Phước Tân thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ở đây thì để mình nói về cách thành phố Hồ Chí Minh thì mình tính đến cầu Đồng Nai đi nha. Thì cách cầu Đồng Nai là khoảng tầm hơn 10 cây. Thì qua cầu Đồng Nai thì mình sẽ vô địa phận của thành phố Hồ Đức. Còn không thì mình phải đi cái hướng mà cao tốc chị nha. Mình ở đây mình cách cái trục quốc lộ 51 là khoảng hơn 2 cây, là ngay ngã ba Phước Tân mà vô vườn xoài anh chị. Ở đây là nếu mà mình đi ra đường Đinh Quang Ân cách đường Đinh Quang Ân là khoảng 500m nha anh chị. Đây đây thì đất mình nè, đi thẳng ra đường Đinh Quang Ân là 500m, là ngay đầu đường là có một cái chùa ta gọi là chùa Viên Thông anh chị. Mình nếu mà sử dụng bằng Google Map mình gõ ngay chùa đó luôn ha, tới chùa đó mình gửi đây, một bên cây xăng bên là chùa. Thì ra đường Đinh Quang Ân thì mình thẳng khoảng 2 cây số là mình ra tới chợ Phước Tân. Ra chợ Phước Tân ra tới ngay quốc lộ 51 luôn. Thì ở đó thì mình phải về thành phố Hồ Chí Minh bằng cao tốc luôn nha. Thì đây đất mình quay ngày hôm nay là tổng diện tích là khoảng 4.000 m2 ha, khoảng 4.000 m2. Toàn bộ là quy hoạch phủ hồng hết, cho nên là anh chị mình có thể lên thổ cư và có thể là phân lô, hay là mình đơn giản là mình làm nhà vườn cũng được. Tại cái giá hiện tại thì nó cũng còn nói chung là không quá lớn ha. Nếu mà tổng lô đất này 4.000 m2 thì chỉ khoảng hơn 3 triệu m2 anh chị nha. Hơn 3 triệu m2. Thì cái giá chi tiết như thế nào thì anh chị bấm dưới phần mô tả của video này ha, hoặc là mình có thể gọi cho chủ đất luôn để mình biết chính xác cái giá của nó ha. Đây thì đất mình là rất là vuông, lát nữa mình sẽ cho chị xem sổ. Nó là ngang mặt đường này anh chị là 35,7m ha, 35,7m. Đích cũng vậy luôn nha, chúng ta đầu đích là bằng nhau. Rồi dài thì một cạnh là gần 120m. Còn một cạnh là khoảng 116m, tại vì nó đường nó hơi xéo xéo ha, chứ mình nó hơi xéo xíu, cho nên là một cạnh là gần 120, một cạnh là khoảng 116. Nói chung là cũng chỉ có xê xích một chút xíu thôi. Nói chung tương đối là đất này thì cũng rất là vuông nha. Nó như hình chữ nhật vậy đó. Để em chỉ ranh giới luôn nha. Đây. Ranh giới á là tượng đá nè anh chị. Tượng đá này nè. Là nó giáp với lại cái quán cà phê với lại cái quán gần cái gara này nè. Cục đá đó ha. Rồi chạy dài tới cục điện này là 35,35m ha, 35m. Rồi là hai cạnh, rồi xuống dưới có hai cạnh nữa. Để bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cho anh chị xem luôn ha. Hiện tại là do là đất họ để trống, không có làm gì hết trơn, nó cỏ nó mọc ha, cho nên mình sẽ đi mượn bên đây, mượn qua bên đây mình đi, sẽ đi xuống cho anh chị xem ranh giới ha. Đất thì cao ráo bằng phẳng. Cái này là chị về phân lô phân nền cũng được. Ngay sát bên mình họ là phân lô rồi nha. Ngay bên sát bên mình đây nè, họ là phân lô rồi. Đây mình sẽ mượn bên cái ra này mình đi vô ha. Đây là mình mượn cái đất mà bên hông để mình đi xuống cuối đất cho anh chị xem, tại đất mình nó hơi cỏ. Nó gần
nó giáp ngay với mấy cái nhà sau đó anh chị. Khu này khu dân cư nha. Chút xíu nữa mình cho anh chị xem flycam trên cao, anh chị thấy toàn cảnh khu vực này. Cảnh rất là đẹp. Một bên là cái mỏ đá, một bên đó là khu dân cư rất là đông, mà ngay trung tâm chợ búa đầy đủ. Cái mỏ đá này nè anh chị, là một cái mỏ đá tên nghe rất quen thuộc nha. Đó là mỏ đá Tân Cang. Anh chị mình nếu mà đi cái quốc lộ 51 á, mình quẹo vô mình thấy những xe chở đá đó là họ lấy từ đây nè. Đây. Cái ranh mình nè anh chị. Của đất mình là ranh từ cái tường này nè, có sẵn cái tường nè. Đó. Dài xuống 120m là tới cái tường đó ha. Đó. Bên kia tường là của người ta, bên trong cái tường là của mình. Đó, đụng tới mấy cái tường nhà sau này nè. Đó. Rồi, tới đây. Tới ngay cái mép tường nhà đó, cuối nhà đó. Ha. Cuối nhà đó là hết. Cũng từ đây qua đây là cũng 35m chị nha. 35m. Đó, đây. Mình đang đến cuối đất nè anh chị. Đó, nhìn thẳng lên cục điện đó. Cục điện đó là ranh mình. Còn qua đây con này có tảng đá nãy đó. Đất của mình đó là quay mặt hướng đường chính là hướng đông nha anh chị, hướng đông bắc ha, hướng đông mà chết nhà sang hướng bắc là đông đông bắc á. Đây. Rất là bằng phẳng dung dứt luôn. Này anh chị về mình dẹp hết cỏ này đi ha. Dẹp hết cỏ luôn là nhìn nó bằng phẳng vuông vức y như sân banh luôn. Chút xíu nên anh chị nhìn trên flycam xuống là thấy đất mình ha. Đây. Rồi mình lại ra ngoài đầu đường rồi đây. Đây là cái đường hiện hữu anh chị, đường nhà nước nha. Đất mình sở hữu bằng tiền đường này là được 35m. Hướng đông bắc. Ở đây thì cách cái vườn xoài, khu vườn xoài cũng rất nổi tiếng ở Biên Hòa, chỉ có khoảng đâu đó là hơn 2 cây số nha anh chị. Cái hướng nói chung là giờ mình sẽ đi ra đường Võ Nguyên Giáp. Tại vì đây cách đường Võ Nguyên Giáp cũng gần lắm. Tại vì cái đường đất mình là cái đường Đinh Quang Ân đúng không? Mà cái đường Đinh Quang Ân này là cái đường nó kết nối giữa quốc lộ 51 và cái đường Võ Nguyên Giáp. Đường tránh Biên Hòa đó anh chị. Thì ra đó là có vườn xoài. Thì đây đất mình ha, toàn cảnh nè. Một miếng đất vuông vắng, bằng phẳng. Rất là rộng ha, 4.000 m², chung ở Biên Hòa mà có miếng đất như thế này thì khỏi nói rồi. Giá thì hiện tại là còn rất là mềm, tại do là đất rộng anh chị, họ bán chỉ có hơn 3 triệu/m² thôi. Đó, và cái giá này thì mình nghĩ là sẽ còn thương lượng nữa, tại vì chủ cũng đang thiện chí muốn bán. Người ta đang cần tiền gấp để giải quyết công việc của người ta. Đất này là người ta của người ta từ xưa đến giờ anh chị, cũng mười mấy năm rồi đó. Ở đây từ cục đá này dài tới cái cục điện này. Đó. Thì nói chung là đất mình á thì cũng không có để quay nhiều hết đó, cho nên đó là bây giờ là mình sẽ trước khi dẫn anh chị tham quan khu vực này, cho anh chị xem những khu vực chợ búa này nọ, đường xá, thì mình sẽ cho anh chị xem flycam trên cao ha. Cho anh chị nhìn tổng quan hết trên đây trước khi mình dẫn chị chơi tiếp ha. Đây, trước mặt mình chính là khu đất mình ha, mình vẽ đại khái cho anh chị xem là cái ranh hình dáng đất mình đây. Bây giờ mình sẽ bay lên cho anh chị xem toàn cảnh đây ha. Đó. Ngay khác sát khu dân cư đông, rất là đông vậy nha. Hướng nó đi về quốc lộ 1 kìa, chứ mà anh chị chính là cái chùa Viên Thông. Từ chùa Viên Thông đi thẳng vô đây khoảng tầm 400m là đất mình. Đó. Rất là đông dân cư chị ha, và nhiều khu công nghiệp. Còn cái hướng này nè, là đi thẳng nữa là mình sẽ ra vườn xoài ha. Có thể là ở đây nó hơi xa, cũng hơn chắc cũng phải 2 cây số nên chị sẽ không thấy vườn xoài. Còn đây là cái hầm đá trước mặt mình, trước đất mình nè. Cái này là trong tương lai là nó sẽ thành cái hồ chị nha. Lấy là mình sẽ bay cao lên cho chị xem cái hồ đó, chị thấy không? Cũng đó là cái hình hồ nước rồi kìa. Đây đất mình nè. Mình đang ở ngay ngã ba anh chị, ngay đầu chùa Viên Thông nè. Đó, hướng nó đi thẳng ra khoảng 2 cây số là ra tới quốc lộ 51 ngay chợ Phước Tân. Đây. Đó, từ chùa Viên Thông đi thẳng vô đất mình, chị thấy hầm đá không? Vừa vô tới hầm đá là đất mình. Còn đây, hướng này chị thấy được cái đường mà Võ Nguyên Giáp kìa. Bây giờ mình đang từ ngoài ngã ba nè, mình sẽ bay vô đất mình nè. Đi vô đất khoảng 400m vậy nha. Đó, vừa thấy cái hầm đá là tới đất mình luôn. Mình phía tay phải chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho chị xem toàn cảnh cái hầm đá này trên cao.
Đó, ở khúc bên kia là họ đã khai thác xong, là họ đã thành cái hồ nước rồi kìa. Còn phía bên đây là cũng chuẩn bị xong rồi anh chị nha. Đó, thì sau này họ sẽ dời về phía bên kia. Đó, là sẽ tạo ra một cái hồ rất là đẹp. Đó, ngay trước đất mình luôn, view rất là đẹp nha anh chị. Đó, họ sẽ dời qua bên đây. Rồi bây giờ là mình sẽ đứng ngay đất mình. Đó, mình sẽ quay đường xá cho anh chị xem ha. Điện là có điện 3 pha luôn nha anh chị. 3 pha luôn nè. Ngay sát bên mình là người ta phân lô nè anh chị. Đó, phân lô bán nền này nè. Đó. Anh chị thấy không? Đây khu những cái biệt thự nhà vườn của người ta nè. Đường này hiện tại là đường đá thôi anh chị nha, đường phối đá thôi. Chứ chưa phải là đường nhựa hay bê tông gì hết. Nhưng mà đường cực kỳ rộng luôn nha, tại đường này là toàn những xe lớn đi vô mà. Đó, chứ là đường cực kỳ rộng. Đây tới đây như có đường nhựa nè, mà đường nhựa nó bị xuống cấp rồi. Đây đường nhựa nè anh chị. Đường nhựa nó hơi xuống cấp xíu. Đây biệt thự vườn của ta nè, rất là lớn ha. Nói chung là do là khu này ngày xưa nó rẻ, tại vì nó là thuộc xã Phước thuộc bên Long Thành. À, cho nên là cái quỹ đất nó còn khá là nhiều, cho nên là còn những miếng đất rất là rộng ha. Đó, chứ bây giờ nếu mà anh chị mình vô trung tâm của Biên Hòa thì đất rất là nhỏ, chỉ có lô trăm bự lắm là vài trăm mét vuông thôi. Đó, mà giá thì nó phải vài chục triệu ha, vài chục triệu mét vuông. Còn hiện tại là Phước Tân thì nó vẫn còn là mặc dù lên phường rồi nhưng mà còn là vùng ven thôi, cho nên giá thì còn rất hợp lý, cho nên là mình thấy là đầu tư thì rất là ok. À, tới đoạn này thì thấy đường đẹp rồi nè. Còn đường vô gần mình thì đường nó hơi xấu một chút. Đây đường đẹp nè anh chị. Đây cái chùa nè anh chị. Nãy giờ chị thấy trên tay cam thì thấy chùa này là gì? Chùa là chùa Viên Thông vậy nha, chùa Viên Thông. Anh chị mình cứ gõ trên bản đồ Google Maps tới chùa này ha, mình quẹo vô đi chừng 400-500 mét là tới đất mình rồi. Ở trước mặt mình chính là đường Đinh Quang Ân nha anh chị. Đây mình sẽ chạy ra đầu đường cho chị xem nè. Bên tay phải, bên tay trái mình là chùa Viên Thông, còn bên tay phải mình là một cái cây xăng. Đây cây xăng nè anh chị. Đó, đây trước mặt mình anh chị chính là cái đường Đinh Quang Ân ha. À, trục đường kết nối với lại quốc lộ 1 và đường Võ Nguyên Giáp, đường tránh Biên Hòa đó. Thì nếu mình rẽ trái, mình đi đúng 2 cây ha, là mình tới quốc lộ 1, đồng thời là trước khi tới quốc lộ 1 thì tới chợ ha, chợ Phước Tân. Còn quẹo phải nè, quẹo phải chừng đâu đó chừng cây 2 cây gì thôi là mình sẽ ra tới quốc lộ ở lộn đường Võ Nguyên Giáp, là ra ngay luôn khu vườn xoài luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi hướng này trước đi nha. Đi hướng này trước cho chị tham quan khu này. À, sau đó mình sẽ đi ngược lại quay lại, mình sẽ đi hướng này. Từ chùa Viên Thông ha, tức là từ đầu đường Đinh Quang Ân á, mình bên tay trái đi giờ 51 á, đây mình đi khoảng tầm hơn một cây số nha, là mình bắt đầu vô chợ Búa nè. Đó chị thấy không, khoảng tầm một cây số thôi, hơn một cây số là mình chợ Búa nè. Dọc tuyến đường này ra tới quận 1 là chợ Búa thôi nha anh chị, rất là đông. Ở cái giờ này mà nếu mà những giờ mà cao điểm là qua đây hơi cực đó nha. Đó, xe cộ chợ Búa hai bên đông lắm, nói chung người ta lấn chiếm lòng lề đường á. À, xa mình là mình thấy quốc lộ 51 rồi anh chị, 51 á, tức là hướng từ Vũng Tàu, nếu mà hướng từ Vũng Tàu đi xuống á là mình quẹo bên tay phải ha, bên tay phải. Còn nếu bây giờ anh chị muốn ra cao tốc á thì mình sẽ qua bên làng bên kia, mình đi cao tốc về ha. À, đây chợ Búa nè, cách mình chỉ có khoảng cây số thôi. Đây là khu này rất là đông, mà giá ở khu ngoài đây là cao lắm nha anh chị. Cách đây mình không nhớ không nhầm, cách đây khoảng tầm 3-4 năm trước á là mình đã hỏi giá thì nó đã tầm 10 triệu mét vuông rồi. Đó, khu này là hơn 10 triệu mét vuông rồi. Còn giờ sau 3-4 năm thì mình nghĩ chắc không dưới 20 đâu. Không dưới 20 triệu đâu. Đó. Đất mình thì do đất nó lớn, 4.000 mét vuông, hơn 4.000 mét vuông mà sổ riêng nữa. Sổ riêng hơn 3 triệu mét vuông cũng ok. Mình qua cái chợ này mình đi chút xíu nữa là mình tới quốc lộ 1 nha anh chị. Đó. Đây, đó, vừa qua cái chợ lên cái dốc là thấy 51 rồi. Nếu mình bên trái là đi về hướng Long Thành và đi về hướng Vũng Tàu nha anh chị. Còn bên phải là mình đi về hướng Biên Hòa, đi về Cồn Nai. Đó, Cồn Nai hoặc là đi về Bình Dương cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ quay ngược lại cho chị xem cái hướng đi về Võ Nguyên Giáp nha. Rồi mình đã quay ngược lại rồi đây. Từ quốc lộ 51 đi vô mình sẽ gặp cái
cái chùa Viễn Thông đó, cái xe ra chạy ra đó anh chị. Là mình quẹo vô ha. Quẹo vô tầm 400-500 m là mình sẽ tới đất mình. Ở cây xăng nè. Ngay cây xăng. Bây giờ là mình đi thẳng nữa thì mình sẽ về cái hướng đường Võ Nguyên Giáp. Đó. Tới đây thì mình sẽ gặp nghe khu du lịch Vườn Xoài và đi thẳng về hướng quốc lộ 1A. Cũng có thể đi về Biên Hòa được luôn ha. Cũng có thể là ngược lại thì mình đi về hướng Xuân Lộc, đi về hướng Long Khánh và về Bình Thuận. Nói chung là giao thông rất là thuận tiện nha chị được. Đây. Mình đi khoảng tầm 1.5 cây nha chị nha, là mình sẽ ra tới đường chánh. Đây trước mặt anh chị chính là cái đường chánh Biên Hòa, hay còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp. Nhìn qua hướng xéo xéo này là Vườn Xoài anh chị. Đây để mình chạy hướng này, hướng về Trảng Bom nè, mình sẽ kiếm chỗ quay đầu ha. Thật ra là hồi nãy có một cái chỗ đi thẳng qua bên kia đường luôn, mà tại vì mình đi cái hướng xéo về đây cho anh chị xem Vườn Xoài. Tại vì cái Vườn Xoài nằm xéo xéo bên đây nè. Còn nãy là có cái đường thẳng, ý là đường thẳng qua giao lộ để đi về hướng Biên Hòa luôn nha anh chị, mà mình không đi, mình đi hướng gì là Trảng Bom đó. Chị thấy không kìa, khu du lịch Vườn Xoài. Bên phía bên đối diện Vườn Xoài là một cái khu du lịch gọi là gì ta, an dưỡng sức khỏe gì đó, nói chung là vật lý trị liệu mà kết hợp với lại nghỉ dưỡng luôn. Bên phía tay phải mình nè, đây Thiền Viện Phước Sơn nè chị. Ở bên đây cũng nổi tiếng lắm. Còn đây nè, đây đó Vườn Xoài mình nha, cổng Vườn Xoài nè. Mỗi cái lúc mà lễ lọc là chỗ đó đông nghẹt luôn. Đây điều trị không phẫu thuật gì nè, thiền tâm gì nè, đối diện mình nè, đối diện đây. Chỗ đó đẹp đẹp lắm anh chị. Rồi thì dẫn chị tham quan tới đây thôi ha. Nói chung là đất mình thì nằm giữa hai trục đường chính là đường Võ Nguyên Giáp và đường quốc lộ 1. Anh chị mình có thể đi hướng nào cũng được. Cứ vô tới cái chùa Viên Thông là mình quẹo vô thôi. Vị trí đất rất là đẹp. Rồi thì chút xíu nữa mình sẽ cho anh chị xem sổ và là cái vị trí và bản đồ vệ tinh sau nha. Rồi trên tay mình đây là cái sổ luôn nha anh chị. Anh chị nào mà mình muốn mua là hãy có công chứng trực tiếp luôn, không có phải chờ đợi gì hết nha. Đây thông tin nè, số tờ số thửa anh chị mình có thể tự test quy hoạch luôn nha. Địa chỉ là phường Phước Tân nha anh chị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cái diện tích chính xác của nó là 4.073 m² nha anh chị. Hiện tại là toàn bộ đất trồng cây hàng năm, nhưng mà như mình nói là đất này phủ hồng, cho nên là mình có thể là hữu cơ được. Đây là đất mình nè. Đây cũng được. Hiện tại trên sổ mình không hay đường, nhưng mà trên bản đồ quy hoạch của nó là có hiện đường nha anh chị. Đường của mình đây nè chị. 35 m mặt tiền đường. Đây thông số nè, chị thấy không? Rất rõ ràng luôn ha. Chị thấy không? Rất là vuông nha. Vuông vứt. Đây sẵn anh chủ có chia sẻ cho mình cái tờ chích lục và bản vẽ nè. Đây. Chị thấy không? Đường hiện rõ luôn ha. Đất mình nè, miếng 4.073 m² nè. Sau đây là những cái hộ dân của ta nè, đất lẻ nè, còn mình là đây. Rồi bây giờ là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Nếu chị mình biết sử dụng bản đồ Google Maps á, mình gõ trên đây là đây chùa Viên Thông, là nghe đầu đường Đinh Quang Ân nè chị nha, nó nghe cái ngã ba nè, bên đây là cây xăng nè, cây xăng nè, bên đây là chùa, thì mình đi thẳng vô khoảng tầm 400 m ha. Đây đất mình đây anh chị ha. Là khoảng trống đây nè. Như anh chị xem Leica mà đúng không? Đây đối diện mình là nguyên cái hầm đá ha, hầm đá. Đây nguyên hầm đá Tân Cang, mỏ đá Tân Cang nè, rất là lớn ha. Từ đất mình anh chị đây, đường Võ Nguyên Giáp nè, thì từ đất mình chạy khoảng tầm 2 cây đó, đi ngang qua chợ Phước Tân nè thì gặp quốc lộ 51. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng ngược lại là mình đây, mình chạy tới đây thì lúc mình chạy cho chị xem á là mình chạy thẳng ra đây luôn, thẳng ra Vườn Xoài luôn.
Đó. Chứ thực tế là mình chỉ cần chạy đây, từ chạy ra chút xíu nè, mình chạy ra tới ngay cái ngã ba này nè, cái mình rẽ trái vô ha, qua trung tâm đăng kiểm là mình có thể đi tới Võ Nguyên Giáp đi về Biên Hòa ha. Đó. Còn lúc mà mình quay á, là mình quay tới đây là thực sự nếu mà chị mình đi chừng cây số mình ra tới đường Võ Nguyên Giáp ha, đây, chạy ở đây là quẹo trái đây. Đó. Còn mình video thì mình muốn cho chị xem cái vườn xoài á, thì mình chạy tới đây luôn, cái mình chạy lên đây ha, chạy lên đây cái mình vòng về lại đó, khu vực vườn xoài nè chị. Còn nếu đi thẳng luôn đường Võ Nguyên Giáp này là mình sẽ gặp quốc lộ 1A ha, đó, ngay cái trà cổ nè, giáo xứ trà cổ của bên Trảng Bơm nè đó, là đi về hướng Long Khánh, Xuân Lộc, Bình Thuận ha. Đó, ở đây thì thế mạnh của nó là gần nhiều khu công nghiệp ha, nhiều khu công nghiệp lắm, dân cư rất là đông. Đó. Thì chắc là có thể là anh chị sẽ nhiều người sẽ ngại cái mỏ đá này. Đó. Nhưng mà thứ nhất là cái mỏ đá đối diện mình là sắp tới là nó sẽ xây dựng, tức là nó sẽ di chuyển xuống đây anh chị nha, anh chị xuống đây nè. Tại hiện tại là nó cũng đã khoét quá sâu rồi, khoét quá sâu rồi. Đó. Cho nên nó là sau này nó sẽ làm thành cái hồ. Đó. Như mình nói ban đầu á, nó sẽ thành cái hồ. Góc này là thành cái hồ rồi nè. Đó. Sau này nó sẽ di chuyển xuống đây. Đó. Nè. Đó, di chuyển xuống đây nè. Thì nói chung là cái vấn đề mà gần mỏ đá thì mình nghĩ là nếu anh chị mình hiểu biết ha, tức là rành về dịch vụ thì mình nghĩ là chắc là cái này không vấn đề gì hết. Đó. Còn nếu nói chung cái này mua thì để dành đó sau này, hoặc là để phân lô để làm gì đó, tùy với anh chị ha. Đó. Thì mình chỉ nói sơ sơ thôi, còn những vấn đề về pháp lý cũng như cái vấn đề về quy hoạch á, anh chị mình cứ trực tiếp gọi chủ, họ sẽ gọi là rõ hơn cho anh chị biết nha. Còn trong video này thì thật sự là mình cũng không thể nói nhiều được. À, còn cái giá thì chính xác là 3 triệu mấy, anh chị mình xem dưới phần mô tả nha. À, dưới phần mô tả là mình có để giá chính xác là bao nhiêu triệu mét vuông á, anh chị mình cứ xem ha. À, rồi thì nói chung ở vị trí này ngay gần mỏ đá Tân Cang, ngay gần sát đường Đinh Quang Ân, anh chị mình hoàn toàn có thể tự tìm trên bản đồ và tự đến xem đất. Đó. Và nếu ok thì trực tiếp chủ mình thương lượng luôn nha. Đó, số điện thoại mình để dưới màn hình á. Rồi thì mình xin phép kết thúc cái video tại đây. Đó, những anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay clip bán đất chính chủ giống như clip này á, thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933 230243 hoặc là số Viettel là 0373 230243. Rồi cảm ơn chị đã xem hết video ha. Chào mọi người.